Xin chào các bạn đã quay trở lại với Khám phá cùng Mít. Các bạn thân mến, với tốc độ phát triển như hiện nay, thế giới sẽ trở nên cực kỳ khác biệt trong thế kỷ tiếp theo. Nếu so sánh với năm 1918, công nghệ con người đang có hiện nay rõ ràng là một sự phát triển vượt bậc. Vậy 100 năm sau, tức năm 2118, thì trái đất sẽ như thế nào nhỉ? Có giống với thế giới trong truyện Doraemon không? Các bạn hãy cùng theo Trần Mít tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Cách mạng trí tuệ nhân tạo AI. Trí tuệ nhân tạo đang giúp định hình thế giới theo cách tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những lo ngại một ngày nào đó máy móc sẽ kiểm soát con người. Liệu máy móc có thể thực sự suy nghĩ như một con người hay không? Liệu một cỗ máy có thể trở thành con người hay không? Trong những thập kỷ tới, trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tự động hóa nhiều công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực lắp ráp hay thu thập dữ liệu. Để bù đắp cho tình trạng thất nghiệp của người lao động do hậu quả của tự động hóa, một số quốc gia có thể áp dụng chế độ thu nhập trung bình cơ bản, một hệ thống trợ cấp cho mỗi người một khoản tiền nhỏ mà không phải lao động. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực như y học, robot sẽ rất khó để có thể thay thế được con người. Một giả thuyết hợp lý hơn là trí tuệ nhân tạo sẽ không ngừng tích lũy kinh nghiệm để dần dần trở nên hoàn thiện hơn trong công việc dù vẫn phải được con người kiểm soát. Bên cạnh đó, những công việc nặng nhọc cũng sẽ được thay thế nhờ máy móc. Một trí thông minh nhân tạo kết hợp với một khung xương vật lý có thể thay thế con người làm các công việc như tháo dỡ hàng trong nhà máy hoặc xây dựng cầu đường, vốn được biết đến là công việc có nguy cơ tai nạn cao. Dựa trên những chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo, nhiều công việc mà con người vẫn làm sẽ biến mất vào khoảng năm 2025 và được thay thế bằng robot và phần mềm máy tính. Với sự phát triển quá nhanh của các trí tuệ nhân tạo cũng dấy lên trong con người những mối lo lắng nhất định. Sẽ đến lúc mà con người phải chuẩn bị tinh thần cho việc máy móc sẽ lên nắm quyền điều khiển. Kỷ nguyên công nghệ mới, điện toán lượng tử. Trong thời gian qua, công nghệ đã phát triển với tốc độ rất nhanh. Những chiếc điện thoại thông minh mà bạn để ở trong túi quần có sức mạnh tương đương với những máy tính của quân đội cách đây 50 năm và kích cỡ của chúng thì to bằng cả một gian phòng. Tuy nhiên, ngay cả với những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong công nghệ và máy tính cá nhân truyền thống, kể từ khi cuộc cách mạng máy tính bắt đầu, vẫn còn những vấn đề mà các máy tính hiện thời không thể giải quyết được. Nhiều người cho rằng máy tính lượng tử chính là câu trả lời. Khi bạn bước vào một thế giới của hạt nguyên tử và hạt hạ nguyên tử, các hạt cấu thành nên nguyên tử, mọi thứ sẽ bắt đầu hành xử theo một cách khác thường, phi logic. Trên thực tế, các hạt này có thể tồn tại ở nhiều trạng thái cùng một lúc. Đó là một khả năng mà các máy tính lượng tử tận dụng. Thay vì dùng bit như các máy tính thông thường, máy tính lượng tử sẽ sử dụng các bit lượng tử gọi là qubit. Trên thực tế, chẳng ai có thể đoán chính xác được những gì con người sẽ làm với hệ thống dữ liệu đồ sộ khi đó. Nhưng chắc chắn, với tiềm năng mà lượng tử mang lại, chúng ta sẽ có được lời giải cho những câu hỏi mang tầm vóc vũ trụ. Sự hợp nhất giữa con người và máy móc. Trào lưu hướng tới sự hợp nhất giữa con người và máy móc, theo Kurzweil, đã xuất hiện và dễ dàng nhận thấy nhất là ở lĩnh vực công nghệ sinh học. Khi am hiểu sâu hơn về các quá trình di truyền, chi phối sự sống, các nhà khoa học có khả năng tái lập hoạt động sinh học của cơ thể con người thông qua dược phẩm có chức năng kiểm soát các enzyme, các liệu pháp gen mới. Kỹ thuật can thiệp ARN hoặc vô hiệu hóa gen, cuộc cách mạng công nghệ sinh học sẽ khai sinh ít nhất 1.000 loại thuốc mới có thể trị liệu bách bệnh, từ làm chậm quá trình lão hóa cho đến đẩy lùi các căn bệnh nan y như bệnh tim và ung thư. Tiến sĩ Kurzweil dự đoán, hiện tại, công nghệ giao tiếp giữa não và máy tính, Brain-Computer Interface, đã thật sự không còn là chuyện viễn tưởng. Theo đó, chúng ta đã có những thành công nhất định khi giúp các bệnh nhân đột quỵ, phục hồi và hoạt động bình thường chỉ nhờ vào các cảm biến nhân tạo. Trong tương lai, khi công nghệ này trở nên phổ biến, việc tích hợp giữa máy móc và con người có thể thay thế hoàn toàn chu trình tiến hóa tự nhiên của loài người. Sự ra đời của nhiều công nghệ cực kỳ tối tân và khả năng sáp nhập những công nghệ mới này với con người sẽ là con dao hai lưỡi đối với tương lai của nhân loại. Giao thông tự động. Cơ sở hạ tầng và các phương tiện đi lại sau 100 năm nữa chắc chắn sẽ phát triển hơn ngày nay rất nhiều. Vào năm 2118, các nhà khoa học dự đoán con người sẽ chuyển sang sử dụng xe điện tự lái thay vì phương tiện điều khiển như chúng ta ngày nay.
Tại nhiều nơi trên thế giới, các thành phố cũng trở nên thông minh hơn với sự xuất hiện của đường cao tốc năng lượng mặt trời có thể sạc điện cho ô tô chạy. Ngoài ra, các cấu trúc bê tông tự phục hồi và các ổ gà có thể tự lấp đầy. Nói chung, mọi thứ sẽ được tự động hóa hoàn toàn. Thời đại của công nghệ in 3D. Máy in 3D sẽ được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm khắp thế giới. Mặc dù giá thành cao ở thời điểm hiện tại, nhưng trong tương lai, mọi thứ sẽ thay đổi. Hơn nữa, đây được coi như là một khoản đầu tư dài hạn nhờ ứng dụng tiềm năng trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra, chúng ta sẽ còn có nhà in 3D được xây dựng theo chương trình thuật toán máy tính thông qua hàng loạt máy bay không người lái. Thậm chí chúng ta còn có thể gấp lại dễ dàng và vận chuyển bằng máy bay không người lái tới vị trí khác. Ứng dụng công nghệ y sinh cấp cao. Sử dụng phương pháp tiếp cận y học với độ chính xác cực cao, các nhà khoa học sẽ phát triển phương pháp điều trị ung thư phù hợp với từng bệnh nhân ở cấp độ di truyền học. Tức là, các phương pháp trong tương lai sẽ có hiệu quả rất lớn vì nó hướng đến từng người riêng biệt. Sức khỏe của con người được chăm sóc một cách toàn diện, mỗi hộ gia đình đều được trang bị máy quét y tế để phát hiện bệnh tật hoặc vùng bị thương. Công nghệ chỉnh sửa gen cho phép kiểm soát được đặc điểm sinh học và quá trình tiến hóa của con người. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ sống trong một môi trường an toàn. Các yếu tố bên ngoài như sự nóng lên toàn cầu, các bệnh truyền nhiễm, thậm chí là chiến tranh có thể làm giảm tuổi thọ của con người trong 100 năm tới. Trái đất nóng lên. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi trái đất của chúng ta. Một nghiên cứu trong năm 2015 đã dự đoán rằng mùa hè ở Greenland lạnh giá, có thể chẳng còn một mẩu băng tuyết vào năm 2050. Các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng trở nên phổ biến. Còn mực nước biển trên thế giới được dự đoán sẽ tăng thêm gần 1 mét vào năm 2100, nghĩa là hơn 4 triệu người trên thế giới sẽ mất chỗ dung thân. Nhưng chỉ riêng nhiệt độ trung bình bề mặt không cho thấy được bức tranh toàn cảnh. Dị thường nhiệt độ, bức biến thiên nhiệt độ so với thông thường tại một khu vực nhất định sẽ thay đổi không lường trước được. Chỉ cần nhiệt độ ấm lên một chút thôi cũng sẽ khiến các nguồn tài nguyên nước gặp khủng hoảng. Nếu không được giám sát, thay đổi khí hậu có thể sẽ khiến hạn hán nghiêm trọng diễn ra trên 40% tổng diện tích đất, tức tăng gấp đôi so với ngày nay. Nếu nhân loại vẫn còn muốn trái đất là ngôi nhà của mình, thì có lẽ ngay từ lúc này chúng ta cần phải thay đổi. Trái đất đang đứng trước một cuộc khủng hoảng khí hậu, đòi hỏi những hành động thận trọng nhưng khẩn thiết. Con người sẽ từng bước khám phá hệ mặt trời và nhiều hơn thế nữa. Con người vốn luôn bị mê hoặc bởi những gì tồn tại ngoài không gian vũ trụ. Trong thế kỷ tiếp theo, có lẽ không gì kích thích bằng những tiến bộ ta đạt được trong thăm dò không gian. Sau khi phóng thành công tàu Apollo 11 lên vũ trụ, Mỹ tiếp tục khởi động chương trình thám hiểm không gian tiên tiến lên sao Hỏa và thậm chí là Alpha Centauri, ngôi sao gần nhất với hệ mặt trời. NASA đã có nhiều dự án và nhiệm vụ phát triển không chỉ đưa đến mặt trăng mà còn vượt khỏi nhiều quỹ đạo. Hai vũ khí tối tân bao gồm tàu vũ trụ Space Launch System và tàu vũ trụ Orion. Tiếp đó là Deep Space Gateway ở gần quỹ đạo mặt trăng đóng vai trò một trạm không gian để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hành trình dài tiến tới sao Hỏa. Như đã biết, chúng ta đang nung nấu ý định đưa con người lên sao Hỏa sinh sống. 100 năm không phải là dài cho những bước chuẩn bị để thực hiện kế hoạch đó, đặc biệt là khi con người còn chưa chắc chắn về điều kiện sống thực sự trên hành tinh này. Trong 100 năm tới, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về các thiên thể xa xôi thông qua các kính viễn vọng hồng ngoại. Khi du lịch vũ trụ trở nên phổ biến và giá cả mỗi chuyến đi phải chăng hơn, chúng ta có thể thăm thú những hành tinh mà trước đây chỉ có thể nhìn ngắm từ xa trên trái đất. Câu hỏi lớn nhất đặt ra là chúng ta sẽ gặp ai hoặc là gặp cái gì trên những hành tinh đó. Video đến đây là hết rồi. Các bạn có thắc mắc hay là có câu hỏi nào cần giải đáp thì hãy comment ngay xuống phía bên dưới và Mít sẽ đi tìm hiểu và ship video đến cho các bạn nhé. Các bạn đừng quên nhấn like cho video và ấn nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video thú vị của Mít. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.